Quá tuyệt vời các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Và trong clip này thì Minh Vũ xin được giới thiệu đến toàn thể các bác và anh em một mẫu đẩy hai kênh, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ, PV. Và hàng này được sản xuất tại Mỹ luôn các bác nhá, chạy điện 120V. Hay lắm, chất âm của nó chất âm mộc thôi, nghe đã đủ hay. Và Minh Vũ ghép là chỉ có đẩy với loa thôi nhá. Cặp loa kia thì công suất cũng rất là gấu luôn, 400W một quả các bác nhé. Công suất max của nó lên 1800. Tại vì sao ghép con đẩy công suất nhỏ như thế này mà tiếng ra vẫn đầy đặn, vẫn hay, chi tiết. Đấy, thế mới thể hiện cái sự đẳng cấp của dòng đẩy Mỹ các bạn. Con này thì công suất của nó có ghi ở đây là 130W nhân 2. Đấy, nhưng mà công suất thực chạy 8 sò Motorola sò sắt nha mọi người nhé, máy zin nguyên bản. Thì với công suất như thế này, ví dụ nhà anh em đang sử dụng những cặp loa bát 25-30, đại loại như dòng loa anh em đang ghép đây này, những dòng loa bãi hàng xịn ấy, thì khi chúng ta ghép cùng với lại đẩy Mỹ hàng xịn thì chất âm nó rất là hay các bạn. Sợ nhất là anh em sử dụng những cặp loa mình tự chế cháo hoặc là mua những cặp loa đóng. Đấy, những hàng mới lắp ráp thì nó không thể hay được. Đó, chứ còn anh em cứ mua nó bãi hàng xịn thì chơi không phải nghĩ luôn. Đặc biệt là những dòng, ví dụ anh em đang chơi những dòng loa bâu ấy. Đấy, thì khi ghép những con đẩy như này thì khẳng định anh em là hợp như cậu mợ luôn. Và em cũng xin thông báo giá luôn, duy nhất một con đẩy PV của Mỹ đẹp zin, giá là 3.700.000 bao ship anh em nhé, 3.700.000 bao ship. Ở đây chỉ có mở con lửa volume thôi nhé, hay lắm, em thử bắn căng căng này tí nữa. Đây em mở tí nhạc nhạc có lời sao đâu. Các bác chờ em tí, đừng vừa lấy nhà mà không lời. Hay thật sự luôn anh em ạ. Thật sự dòng đẩy Mỹ nó đẳng cấp ấy. Với mức giá quá là hạt rẻ luôn, 3.700.000 bao ship. Đấy nhá, là tí nhà có lời. Nhìn này lửa volume nhá. Từng ngày trên phố bước chân em lẻ loi, chờ anh đến chốn mơ xa nhạt bóng mây, nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về, đặt tên dấu chân anh trong đời tôi. Như ca sĩ người ta đứng trước mặt mình người ta hát vậy các bạn, hay lắm. Hay thì ở trên thị trường rất là hiếm, đếm trên đầu ngón tay thôi.
và con hàng này thì được sách tay trực tiếp bên Mỹ về anh em nhé. Đó, anh em mà đang săn những dòng đẩy Mỹ đòi hỏi chất âm nó hay thì hãy nhấc máy lên alo số Z cho Minh Vũ để sở hữu em nó nhé. Rồi, clip này thì Minh Vũ xin được phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Anh em nếu thấy video hay thì hãy cho Minh Vũ xin một đợt like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta có thể nhấn vào nút đăng ký follow kênh để cập nhật những cái video mới, những sản phẩm mới về thì Minh Vũ sẽ làm review, báo giá để anh em tham khảo nhé. Bao nhiêu ân ái xin trôi.